Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, cả nước Trung Quốc từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, ở nhiều nơi đã có mưa bão khắp nơi xảy ra lũ lụt. Một số cư dân mạng bình luận rằng dường như ông trời muốn quét sạch Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể chấm dứt sự tàn phá bừa bãi trên vùng đất đầy tội lỗi này. Vào ngày 5 tháng 7, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng, cơn mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều đoạn đường. Cũng vào cùng ngày, cơn mưa xối xả đã nhấn chìm khu thắng cảnh Hoàng Quả Thụ ở tỉnh Quý Châu, một số đường phố nước sâu đến 2,5 mét. Trận mưa lớn liên tục ở Trùng Khánh trong hơn một tuần qua đã khiến người dân địa phương khốn khổ và gây áp lực lên hạ lưu đập Tam Hiệp. Cơn mưa lớn ở Hạc Cương, Hắc Long Giang đã phá vỡ nhịp sống của người dân. Trận lũ quét gây ra bởi trận mưa lớn ở Lương Sơn, Tứ Xuyên đã phá hủy các ngôi nhà. Tại Côn Minh, Xuân Thành, một đêm mưa lớn đã quét sạch sự hấp dẫn của thành phố mùa xuân, hơn nữa còn khiến người dân lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Trận mưa bão cũng biến Nam Kinh thành một thành phố nước thực sự. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc, khiến 26 tỉnh thành bị lũ lụt bao vây. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tính đến ngày 8 tháng 8, có ít nhất 4,2 triệu người đã bị ảnh hưởng và 1,65 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Có chủ nhà chứng kiến ngôi nhà mới xây trị giá 800.000 nhân dân tệ, khoảng 2,1 tỷ Việt Nam đồng của họ bị nước lũ cuốn sập mà không khóc ra nước mắt. Theo truyền thông đại lục đưa tin, vào ngày 2 tháng 8, một cơn mưa lớn dữ dội đổ xuống làng Trì Trá Bình, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Ngôi nhà 2 tầng mới xây trị giá 800.000 nhân dân tệ của anh Lý Phát Quỳ đã bị lũ cuốn trôi và gia đình anh hiện không còn nhà để ở. Nói về lý do ngôi nhà sụp đổ, anh Lý cho biết, vì đống đổ nát của ngôi nhà đối diện bị lũ cuốn trôi 5 năm trước chưa được dọn sạch sẽ, nên dòng nước đã bị chuyển hướng làm ngôi nhà của anh bị cuốn trôi. Trong những ngày qua, những trận mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực. Chính quyền Trung Quốc thừa nhận rằng nửa đầu năm nay có gần 49 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tăng 45,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc tuyên bố rằng thiên tai ở Trung Quốc trong nửa đầu năm nay chủ yếu là lũ lụt, mưa đá và thảm họa địa chất. Theo số liệu chính quyền công bố, trong năm nay Trung Quốc đã có tổng cộng 47,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 250 người chết và mất tích, 768.000 người phải sơ tán và tái định cư khẩn cấp, 17.000 ngôi nhà bị sập, 875.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng là 6,2 triệu hecta, tổn thất kinh tế trực tiếp là 79,05 tỷ nhân dân tệ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, miền Nam Trung Quốc là khu vực chịu thảm họa chính. Mưa lớn trong khu vực đã gây ra một lượng lớn các thảm họa địa chất ở Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các tỉnh khác. Đặc biệt của thiên tai lần này là xảy ra ở nhiều khu vực trên diện tích lớn, lại mang tính đột phá cao. Nói dối và che đậy sự thật đã trở thành bản tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, họ lại thường xuyên giảm nhẹ mức độ của thiên tai. Vì vậy, ngoại giới lo ngại rằng, trên thực tế, các đợt thảm họa này thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nhiều người dân địa phương cho biết, rất nhiều nơi đã xảy ra lở đất, dòng đất đá dồn xuống trực tiếp chôn vùi những ngôi nhà, đường sắt bị lũ cuốn trôi, cửa hàng và nhà cửa bị ngập nước, thậm chí ngập đến tầng 4. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, có nơi còn xảy ra trường hợp người và nhà cửa cùng bị lũ cuốn đi. Vì vậy, dữ liệu thương vong thực tế nhiều khả năng rất đáng báo động. Miền Nam Trung Quốc hiện mưa to vẫn kéo dài, 250 con sông bị ngập trên mức báo động, 20 tỉnh bị lũ lụt vây khốn, mực nước của Tam Hiệp vượt qua giới hạn cảnh báo. Trên dưới sông Dương Tử có hàng ngàn hồ chứa nước đang sốt ruột muốn xả lũ, không ít nơi bị ngập chìm. Những điều này đã khiến đập Tam Hiệp hiện nguyên hình và có nguy cơ bị sập. Ngoài ra, Trung Quốc còn có ít nhất gần 80.000 hồ chứa giống như những quả bom hẹn giờ. Từ đầu tháng 8, ở Quý Châu, Trùng Khánh và các khu vực trung hạ lưu sông Dương Tử liên tiếp hứng chịu các trận mưa lớn. Theo thống kê, cơn mưa liên tục dọc theo toàn bộ sông Dương Tử đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng. 20 tỉnh và thành phố đã bị lũ lụt bao vây. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực Giang Nam trong tháng này. Mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc dội thẳng vào lưu vực sông Dương Tử, gây ra lũ lụt ở nhiều nơi.
Ngoài ra, mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn cảnh báo. Khoảng 1.000 hồ chứa ở thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử xả lũ gấp, khiến không ít nơi bị ngập lụt. Tuy nhiên, thông tin khí tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ gọi là mưa rơi nặng hạt để mô tả đợt thiên tai lũ lụt này. Kính thưa quý vị, gần đây ở thượng nguồn sông Dương Tử có những trận mưa lớn tại Ô Giang, Mân Giang và Tiểu Giang. Do vậy, lưu lượng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng vào ngày 3 tháng 8. Vào chiều ngày 4 tháng 8, lưu lượng chảy vào hồ chứa đạt 40.000 m khối trên giây. Để đối phó với lũ lụt, Cục Kiểm soát lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để điều chỉnh về mức trung bình 32.000 m khối trên giây vào khoảng ngày 5 tháng 8. Đập Tam Hiệp đã mở hai cửa để xả lũ. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp thường có thể đối phó với dạng lũ có tần suất thiên nhiên kỳ, có lưu lượng 98.800 m khối trên giây. Tuy nhiên, lưu lượng chảy 40.000 m khối trên giây ở thượng nguồn sông Dương Tử thấp hơn tiêu chuẩn lũ tần suất 10 năm mà trận hồng thủy số 1 năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Trong tháng 8 còn có một đợt lũ mới, càng làm gia tăng nguy cơ cho đập Tam Hiệp. Hiện tại, thượng nguồn và hạ lưu đập Tam Hiệp đang đối mặt với mối đe dọa lũ lụt nghiêm trọng. Thượng du Tứ Xuyên đã trở thành nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa lớn này. Đến cuối tháng 7 vừa qua, các đơn vị thủy văn ở châu tự trị Nawa của Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Cam Tư đều đã lần lượt đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Hơn 200.000 người đã bị ảnh hưởng ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Kiểm soát lũ lụt cấp màu vàng đã được đưa ra. Đối mặt với tình hình lũ lụt liên tục của thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã được mở cửa xả lũ, dẫn đến hạ lưu từ Hồ Bắc xuôi dòng xuống Hồ Nam, Giang Tây và Giang Tô liên tiếp gặp nạn. Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Nghi Xương và Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Nghi Xương chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40 km và là trạm đầu tiên ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Ngày 4 tháng 8, mưa lớn đã xảy ra tại thành phố Nghi Xương. Lượng nước trong khu vực đô thị rất nghiêm trọng và các phương tiện xe cộ gần như bị nhấn chìm. Sáng ngày 5 tháng 8, Vũ Hán, Hoàng Cương, Kinh Châu, Ân Thi, Tiềm Giang và những nơi khác của tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Vào ngày 4 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã dự báo rằng các khu vực có lượng mưa lớn trước đó trong 10 ngày tới sẽ lại bị mưa tiếp, chủ yếu ở khu vực phía Tây Nam, Giang Hán, Giang Hoài và phía Bắc Giang Nam. Hiệu ứng mưa chồng chất sẽ gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ ống, thảm họa địa chất, làm tăng đáng kể nguy cơ nước dâng cao ở các nhánh sông nhỏ và vừa, gây lũ lụt ở thành thị và nông thôn, cần phải phòng ngừa đặc biệt. Ông Vương Duy Lạc, một chuyên gia thủy lợi người Trung Quốc sống ở Đức, nói rằng lũ lụt trên toàn Trung Quốc hiện rất nghiêm trọng, nhưng địa điểm cụ thể, mức độ nghiêm trọng và tình hình về thương vong sẽ không được đưa tin thông báo. Vì vậy, người dân địa phương đều không có cách nào biết được thông tin thiên tai chân thực của nơi họ ở. Ông Vương tiết lộ rằng đập Tam Hiệp không có khả năng kiểm soát lũ như khoe khoang. Đập Tam Hiệp hiện đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, với những cơn mưa lớn ở thượng nguồn và trung lưu. Cả ở hạ lưu khí hậu cũng cực đoan đang mưa xối xả. Trận lụt ở sông Dương Tử năm 1954 chính vì thế mà đã xảy ra, chỉ cần thượng lưu và hạ lưu đồng thời mưa bão sẽ khiến khả năng phòng mưa lũ được của đập Tam Hiệp hiện nguyên hình. Ông Vương cho rằng do gì xung quanh âu tàu của đập Tam Hiệp là không lạc quan. Nếu vỡ đập, khu vực hạ lưu sẽ bị ngập hoàn toàn từ Nghi Xương đến Thượng Hải. Ngoài đập Tam Hiệp, Trung Quốc còn có 80.000 quả bom hẹn giờ. Ông Vương đã viết rằng có hơn 98.000 hồ chứa ở Trung Quốc, hơn 66.000 hồ chứa đã từng có nguy hiểm và hơn 16.000 hiện đang gặp nguy hiểm. Tại cuộc họp giao ban chính sách thường xuyên do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, Điền Dĩ Đường, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và hạn hán của Bộ Thủy lợi cho biết Trung Quốc có hơn 98.000 con đập hồ chứa, trong đó hơn 67.000 đập hồ chứa từng có nguy cơ và hơn 17.000 đập hồ chứa khác đang có nguy hiểm, cần khẩn trương gia cố. Ông Vương phân tích, theo dữ liệu này, có hơn 82.000 đập hồ chứa đã và đang có nguy hiểm, chiếm 84% tổng số đập hồ chứa ở Trung Quốc. Ông Điền Dĩ Đường quy cho một trong những lý do chính khiến các đập hồ chứa này bị nguy hiểm là do hầu hết các đập hồ chứa đều được xây dựng vào những năm 1950 và 1970. Nói cách khác, những đập hồ chứa này đã được sử dụng trong hơn 40-60 năm. Nếu tính theo tuổi thọ bình thường của các đập hồ chứa trong 50 năm, các đập hồ chứa này đã kết thúc thời gian sử dụng bình thường hoặc đã quá hạn. Cuộc điều tra và thống kê về đập hồ chứa nguy hiểm được bắt đầu vào năm 1975 khi xảy ra sự kiện vỡ đập Bàn Kiều. Vào thời điểm đó, có hơn 60 đập hồ chứa, hai trong số đó là các hồ chứa cỡ trung bình, Bàn Kiều và Thạch Mạn Than.
đập Bản Kiều đã vỡ, 240.000 người tử vong. Ông Vương nói rằng Trung Quốc đã xây dựng hàng chục hồ chứa trên một con sông. Nếu một cái bị vỡ đập, thì hồ chứa bên dưới cũng vỡ đập theo. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất có trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.